ngày 27 tháng 3, huyện ủy Định Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, trung tâm chính trị, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, dự và chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2024, các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, trung tâm chính trị huyện, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện theo chức năng nhiệm vụ đã bám sát chương trình kế hoạch công tác, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Trong quý 1, xét kết nạp được 6 đảng viên, xét công nhận chính thức cho 67 đảng viên dự bị, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 theo kế hoạch. Công tác dân vận trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, phối hợp tổ chức được 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 183 học viên, phối hợp triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 với tổng số phiếu hài lòng của người dân đạt trên 99%. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất kiến nghị những giải pháp để thực hiện có hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các cơ quan đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện lĩnh vực tham mưu được phân công phụ trách. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và các chương trình kế hoạch của cấp ủy, cấp trên. Tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch của cấp trên.